s'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux. C'est qu'à la place, mais pour un babouin. Dạ rồi, hello, xin chào mừng tất cả các anh chị. Chúng ta cùng quay trở lại chuỗi livestream 30 ngày bí quyết tăng trưởng dòng tiền cùng với Thanh An các anh chị nha. Và Thanh An cũng xin gửi lời chào, lời chúc đến tất cả các anh chị, chúc cho tất cả chúng ta có một buổi tối tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, mạnh mẽ và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời các anh chị ha. Rồi, và các anh chị, chúng ta cùng nhanh chóng vào xem livestream cùng với Thanh An, cũng như là chúng ta nhanh chóng tắt tên những người bạn vô cùng là tuyệt vời của mình. Và chúng ta sẽ nhanh chóng chia sẻ đường link livestream ngày hôm nay đến những người thân, người bạn của mình các anh chị nhé. Rồi, chúng ta nhanh chóng vào xem livestream nha các anh chị. Cùng vào xem livestream cùng với Thanh An, cũng như là chúng ta hãy dành ra một ít phút để cùng nhau share đường link livestream ngày hôm nay nha các anh chị nha. Dạ rồi, vô cùng là tuyệt vời, và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp đến ngày số 10 của chuỗi livestream rồi các anh chị nha. Và chúng ta đang trên 1/3 của hành trình đúng không ạ? Và hôm nay cũng là một ngày cuối tuần, và Thanh An xin gửi lời chào, lời chúc đến tất cả các anh chị, chúc cho tất cả chúng ta có một cuối tuần thật là trọn vẹn, thật là hạnh phúc các anh chị nhé. Rồi các anh chị, và xem livestream, và chúng ta nhanh chóng tắt tên những người bạn vô cùng là tuyệt vời của mình đi các anh chị, cũng như là chúng ta nhanh chóng share đường link livestream ngày hôm nay các anh chị nha. Thanh An cũng đang chia sẻ đường lên livestream của mình nha các anh chị. Ils ont la plus belle vue, mais y a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense en bas. Và trong ngày hôm nay thì các anh chị hãy cùng với Thanh An chúng ta tìm hiểu thêm những cái bí kíp để giúp cho chúng ta gia tăng được doanh số, gia tăng được lợi nhuận, chúng ta bùng nổ về tiền nha các anh chị nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay để mà chúng ta tìm hiểu thêm những cái bí kíp để giúp cho chúng ta tăng trưởng dòng tiền các anh chị nhé. Và hôm nay cũng là một cái nội dung rất là đặc biệt các anh chị. Và ngày hôm nay nội dung ngày hôm nay đó là gì ạ? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách làm thế nào để mà chúng ta có thể là nâng cao được cái tần số của mình thu hút tiền nha các anh chị. Được không ạ? Và hôm trước thì Thanh An có chia sẻ đó là cái gì, ngoài cái việc mà các anh chị kiểm soát cái suy nghĩ, kiểm soát cái lời nói, kiểm soát cái hành động của mình ra, thì có một cái điều mà chúng ta cần phải làm chủ. Nếu như mà chúng ta muốn làm chủ được cái cuộc đời của mình á, thì chúng ta cần phải làm chủ cái cảm xúc nha các anh chị nhé. Được không ạ? Rồi, chúng ta nhanh chóng vào xem livestream, cũng như là chúng ta nhanh chóng học cái bí kíp ngày hôm nay nha các anh chị nhé. Và với cái cảm xúc của các anh chị như thế nào, cái sự cảm nhận của các anh chị như thế nào, thì các anh chị sẽ nhận được chính xác cái điều đó ở bên ngoài nha các anh chị nhé. Được không ạ? Chúng ta sẽ nhận được chính xác cái điều mà chúng ta cảm nhận nha các anh chị. Rồi các anh chị hãy ghi lại cái điều này đi các anh chị. Đó là gì ạ? Cái cảm nhận của các anh chị như thế nào, cái cảm xúc của các anh chị như thế nào, các anh chị sẽ nhận được chính xác cái điều đó ở bên ngoài nha các anh chị nha. Được không ạ? Rồi. Vậy thì bây giờ các anh chị hãy xem lại này. Chúng ta đang cảm nhận như thế nào về những người xung quanh? Chúng ta đang cảm nhận như thế nào về những cái sự việc, những cái sự vật như thế nào các anh chị? Và các anh chị đang cảm nhận như thế nào á, thì đúng là cái sự cảm nhận của chúng ta như thế nào thì cái sự việc, sự vật nó diễn ra y chang như vậy luôn, đúng không các anh chị? Thường á, các anh chị hay có một cái câu nói như thế này nè. Trời ơi, tôi nói rồi mà, tôi nói rồi mà, đâu có sai đâu, tôi đã nghi rồi mà, tôi nghi cái này rồi mà.
À, và đúng y như rằng á, là khi mà các anh chị nghi nghi cái gì á, là nó đúng y như vậy, đúng không các anh chị? À, và khi mà các anh chị linh cảm á, thì nó đúng y chang như là cái linh cảm của các anh chị luôn. À, đúng ạ. À, và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta thấy đúng hay rất đúng các anh chị? À, và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta đã có được cái sự cảm nhận này rồi? À, chúng ta hãy cùng comment tôi các anh chị. À, đó là sao ạ? Đó là khi mà chúng ta cảm thấy có một cái điều gì đó chúng ta cảm nhận như vậy á, à, thì mình bắt đầu là sao ạ? À, bắt đầu là hơi nghi nghi là nó diễn ra y chang như vậy đúng không ạ? À, tôi đoán, tôi nghi, à, tôi thế này, tôi thế kia. À, à và sao ạ? À, và khi mà các anh chị nói như thế như vậy á, thì tiềm thức của các anh chị đã tin chưa ạ? À, tiềm thức của các anh chị nó đã bắt đầu tin rồi các anh chị nhé. À, và khi mà bởi vì là sao, bởi vì cái câu nói của đó của các anh chị là một cái câu nói nó mang cái cảm xúc nha các anh chị. Và các anh chị nhớ này, cái điều mà các anh chị nói, cái điều mà các anh chị làm mà nó càng mang theo một cái cảm xúc nó càng cao các anh chị nhá, à, thì sao ạ, thì cái điều đó nó diễn ra càng nhanh đúng không ạ? À, và các anh chị cứ nghĩ như thế này nè, cái suy nghĩ và cái lời nói à, nó giống như là cái tên lửa các anh chị. À, và cái cảm xúc á, thì nó đúng là cái nhiên liệu để cho cái tên lửa đó nó hoạt động các anh chị nhé. À, cho nên á, nếu như á, mà các anh chị đang khao khát, các anh chị đang mong muốn cái điều gì mà các anh chị chưa có đạt được, và nếu như mà chúng ta không có đưa nó vào trong một cái trạng thái cảm xúc cao á, thì các anh chị sẽ không đạt được cái điều đó đâu, đúng không ạ? À, bởi vì sao các anh chị biết không ạ? Bởi vì một ngày á, chúng ta có hơn 60.000 cái suy nghĩ các anh chị. Chúng ta có hơn 60.000 cái suy nghĩ nhưng mà không phải suy nghĩ nào cũng đạt được các anh chị nhé. À, đúng ạ. À, các anh chị có để ý thấy không ạ? Đâu phải cái suy nghĩ nào nó cũng trở thành sự thật đâu. À, đó là lý do mà tại sao chúng ta nghĩ về cái nhà, nghĩ về cái xe. À, chúng ta nghĩ mấy chục năm nay nhưng mà chúng ta vẫn chưa đạt được đó các anh chị. À, bởi vì sao ạ? Bởi vì không phải cái suy nghĩ nào chúng ta nghĩ trong đầu nó cũng có trên tay các anh chị. À, đúng không ạ? À, nhiều anh chị nói rằng em ơi tại sao chị suy nghĩ cái này nhiều ở trong đầu mà tại sao chưa có ở trên tay vậy em? Đó, à, là bây giờ chúng ta đã hiểu được cái lý do chưa? Đấy. À, rồi Thanh An xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang xem livestream cùng với Thanh An nha. Thanh An xin chào chị Sơn Thủy, xin chào chị Hy Hoàng, xin chào chị Mai Vũ nha. À, rồi xin chào tất cả các anh chị chúng ta đang xem livestream trực tiếp cùng với Thanh An. Xin chào anh Nguyễn Kiên Cường, xin chào chị Hoàng Diệu Linh. Rồi xin chào tất cả các anh chị, à, chúng rất là cảm ơn tất cả các anh chị đang xem livestream trực tiếp cùng với Thanh An nha. À, dạ rồi. Đấy, à, và luật hấp dẫn á thì mình thường hay nói đó là gì ạ? Cái gì có trong đầu thì sẽ có ở trên tay. À, vậy thì mình cũng đặt ra một cái câu hỏi, ủa em ơi tại sao chị cũng nghĩ là cái 10 tỷ này trong đầu rồi mà tại sao chị vẫn chưa có em ơi? À, các anh chị nhớ nè. Nếu như mà những cái suy nghĩ nào á, nó chưa có đạt được ra ở bên ngoài thì tức là sao? Thì tức là các anh chị chưa có đặt cái cảm xúc của mình vào các anh chị. À, chúng ta chưa có cảm xúc cao về những cái mục những cái điều đó các anh chị nhé. À, và các anh chị cứ để ý này, những cái suy nghĩ nào mà các anh chị đặt cái cảm xúc của mình càng cao, đặt cái cảm xúc của mình càng sâu và càng nhiều á các anh chị, thì nó hầu như là nó đều trở thành hiện thực hết các anh chị nhé. À, rồi Thanh An xin gửi lời chào đến chị Bảo Thúy nha. Rồi cảm ơn chị. Đấy. À, và các anh chị nhớ này, đặc biệt những cái suy nghĩ nào á mà cái cảm xúc á, cho dù có tích cực hay là không tích cực các anh chị, thì cái suy nghĩ đó nó đều nó được diễn ra các anh chị nhé. À, và luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức á, thì không có phân biệt được là à cái này là tốt hay là không tốt, mà chỉ cần á, các anh chị ra hiệu lệnh thôi. À, cái lời nói, cái suy nghĩ của các anh chị á, nó là cái hiệu lệnh và cái nhiên liệu để mà đốt lên cái điều đó nó thành hiện thực, cái tên lửa đó nó chạy lên, đó là gì? Đó là cái cảm xúc các anh chị nhé. À, nhiều khi các anh chị đặt cái tên lửa ở dưới đất á, nó chưa có phóng lên đâu các anh chị, à, nhưng mà khi mà các anh chị có cái nhiên liệu vào, các anh chị đốt thì cái tên lửa nó mới phóng lên nha các anh chị ơi. Được không ạ? À, và những cái kiến thức mà Thanh An chia sẻ với các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay là cái kiến thức khoa học các anh chị. À, chúng ta cần phải biết cái kiến thức này để mà chúng ta nhận biết được rằng à chúng ta đang thường xuyên trong một cái trạng thái cảm xúc như thế nào. Ấy, và các anh chị nhớ nè, bạn sẽ đạt được chính xác những cái gì mà bạn cho đi. Vậy nên nếu như ngày hôm nay các anh chị đang cho những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái lời nói như thế nào thì các anh chị sẽ gặt được chính xác cái điều đó nó ở bên ngoài các anh chị. Các anh chị sẽ gặt được chính xác cái điều đó nó ở bên ngoài các anh chị nhé. Đúng không ạ? Nó không có sai lệch đâu các anh chị ơi. Đấy. Đúng không ạ?
Và hôm trước thì chúng ta có biết về cái bảng tần số năng lượng chưa các anh chị? Chúng ta đã biết về cái bảng tần số năng lượng chưa các anh chị ơi? Chúng ta cần phải tìm hiểu về cái bảng tần số năng lượng để mà chúng ta có thể là chuyển hóa được cái tần số cảm xúc và năng lượng của mình các anh chị nhé. Và chúng ta phải luôn luôn ở trong một cái trạng thái, ở trong một cái tần số để mà chúng ta thu hút cái năng lượng của mình, thu hút tiền của mình các anh chị ha, đúng không ạ? Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta luôn mong muốn mình rằng từ nay trở về sau cái cuộc sống của mình luôn thu hút những cái điều may mắn thuận lợi, rồi những cái sự dư dả, những cái sự dồi dào, quý nhân phù trợ đó ạ. Nếu như mà những anh chị nào mà chúng ta mong muốn luôn luôn gặp được những quý nhân phù trợ, những cái sự thuận lợi trên cái hành trình mình đi thì sao ạ? Thì mình cần phải nắm rõ một cái điều như thế này, đó là chúng ta cần phải làm chủ được cái cảm xúc của mình các anh chị nhé. Chúng ta cần phải làm chủ được cái cảm xúc của mình nha các anh chị, được không ạ? Và chúng ta cũng cần phải biết là chúng ta đang ở đâu thì chúng ta mới nâng cấp mình lên được các anh chị, được không ạ? Chúng ta phải biết mình đang ở đâu các anh chị nhé, thì mình mới nâng cấp được lên các anh chị ha. Đấy. Bây giờ thì Thanh An sẽ chia sẻ cho các anh chị cái bảng tần số để mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái bảng tần số các anh chị nhé. Rồi, chúng ta phải tìm hiểu về các cái bảng tần số các anh chị để chúng ta biết được rằng là mình đang ở trong một cái tần số trạng thái như thế nào các anh chị, mình biết là mình đang ở vị trí nào để mà mình có cái cách mình cùng nhau điều chỉnh cái tần số của mình lên cái trạng thái thu hút tiền các anh chị nhá, đúng không ạ? Rồi các anh chị đợi Thanh An một chút nha. Dạ rồi, chúng ta thấy được cái bảng tần số năng lượng chưa các anh chị? Chúng ta thấy được cái bảng tần số năng lượng chưa ạ? Đó là sao ạ? Khi mà chúng ta đang ở trong cái tần số trên 200 các anh chị, thì các anh chị thấy là chúng ta sẽ ở trong cái trạng thái tần số gọi là cái sự sáng tạo các anh chị nhé. Còn dưới 200 thì chúng ta đang ở một cái trạng thái gọi là cực kỳ không an toàn nha các anh chị. Đó là trạng thái phá hủy hay còn là trạng thái yếu nha các anh chị nhé. Và các anh chị nhớ nè, trong cuộc sống của chúng ta thì nó chỉ có hai trạng thái thôi các anh chị. Trong cuộc sống của chúng ta chỉ có hai cái tần số trạng thái cảm xúc thôi các anh chị nhé. Vậy thì những cái trạng thái nào mà nó có một cái tần số trên 200 giống như là dũng cảm này, trung tín này, tự nguyện này, chấp nhận này, lý trí, yêu thương, niềm vui, bình an, giác ngộ này các anh chị, trung thành, trung thực, tâm sáng, tầm nhìn lớn này. Thì nó sẽ nằm ở trên cái mức 200 các anh chị nhé.
Còn những cái lúc á, mà mình cảm thấy là gì ạ? Giận dữ nè, sợ hãi nè, rồi tổn thương nè, có lỗi nè, hổ thẹn nè, tự ti nè, lo lắng nè, thì các anh chị đang nằm ở cái tần số dưới 200 các anh chị. Đó là tần số yếu các anh chị nhé. Vậy nên á, tần số của chúng ta sẽ được phân ra làm hai nhóm các anh chị. Và khi á, mà các anh chị đang ở trong cái trạng thái tần số mà ở nhóm sức mạnh ấy, thì sao ạ? Thì có thể là nhiều khi có khi các anh chị cũng không nghĩ rằng cái sự việc nó diễn ra như thế, nhưng mà nó vẫn diễn ra như thường các anh chị. Nhiều khi các anh chị không nghĩ rằng là cái mục tiêu của mình sẽ đạt được rất là nhanh, nhưng mà cái mục tiêu của mình nó lại diễn ra rất là nhanh và có được cái quý nhân phù trợ các anh chị. Và cũng sẽ có rất là nhiều những cái điều kỳ diệu xảy ra nếu như mà các anh chị đang nằm ở cái tần số mà 200 trở lên các anh chị. Còn nếu như á, mà những anh chị nào mà chúng ta nằm ở tần số dưới 200 á, thì một số anh chị thường hay nói như thế này nè các anh chị, đó là gì? Em ơi, chị còn không nghĩ tới cái điều này luôn á. Chị có nghĩ tới cái kết quả này đâu, mà tại sao cuộc đời của chị lại gặp những cái sự việc này? Đấy, anh chị nhớ nè, anh chị không cần phải nghĩ chính xác cái điều đó đâu các anh chị nhé. Mà lắm lúc á, đôi khi các anh chị chỉ cần nằm ở cái tần số dưới 200, mà những cái tần số nó giống nhau á các anh chị, thì nó sẽ thu hút nhau về các anh chị ha. Đấy, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta hiểu được cái điều này á, thì chúng ta hãy comment tôi đi các anh chị. Và các anh chị nhớ nè, trong vũ trụ của chúng ta chỉ có hai tần số thôi các anh chị. Một là cái tần số tốt đẹp, và hai là tần số không tốt đẹp các anh chị nhá. Và những cái điều không tốt đẹp thì nó sẽ cùng trường năng lượng và nó sẽ cùng tần số với nhau và nó sẽ thu hút về các anh chị. Vậy thì nếu như này chúng ta nằm ở trong cái trạng thái tần số cảm xúc không tích cực nhiều quá, và nó liên tục nằm ở dưới cái mức dưới 200 các anh chị, thì một thời gian dài nó sẽ dẫn tới cái vấn đề rất là lớn các anh chị nhá. Và nó có thể là liên quan tới cái sự sống của mình luôn các anh chị nhá. Được không ạ? Cho nên á, các anh chị thấy là các anh chị có thể là hình dung như thế này nè. Có những cái sự việc á, nó xảy ra mà nó không an toàn về tính mạng á các anh chị. Và tại sao là những cái người đó họ lại đi cùng với nhau? Lại đi cùng với nhau các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã tích lũy những cái tần số năng lượng không tích cực đó trong một thời gian dài và quá dài các anh chị, và nó sẽ hút nhau và dẫn tới một cái điều đó là gì? Họ gặp cùng một cái sự kiện đó luôn các anh chị. Nhiều khi họ nói rằng là họ không biết, họ đâu có nghĩ tới cái sự kiện đó đâu, nhưng mà họ đã để cho cái thời gian dài bản thân họ chìm đắm trong cái tần số không tích cực quá lâu các anh chị. Cho nên á, những cái điều không may mắn nó sẽ bị hút về đấy, và thậm chí á, là nó còn không an toàn cả về cái cơ thể và cái về cái sự sống của mình các anh chị, đúng không ạ? Nhưng nếu như á, mà các anh chị luôn rèn luyện chính bản thân mình ở trên cái tần số tích cực này và duy trì ở phát triển trong một cái thời gian dài hạn, thì các anh chị sẽ luôn thu hút được những cái điều may mắn, thuận lợi và tích cực đến với cuộc sống của mình. Và đó là cái lý do các anh chị khi mà anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ, và khi mà các anh chị cũng mới tham gia được có vài ngày thôi, nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta thay đổi rất là ngoạn mục, đúng không các anh chị? Từ gia đình, từ con cái, từ sự nghiệp, từ mối quan hệ, từ sức khỏe. Đấy, Thanh An chưa nói đến cái việc mà các anh chị có nhiều tiền hay là không nhiều tiền. Nhưng mà ngay cả cái khía cạnh về sức khỏe và mối quan hệ, các anh chị cũng đã thay đổi được rất là vi diệu luôn các anh chị, đúng không ạ? Và nhiều anh chị lên chia sẻ thành công thì thường hay chia sẻ là vi diệu đến cái mức mà không tin luôn các anh chị, và cũng không biết cái lý do tại sao mà nó có thể là kỳ diệu đến như thế. Đấy, tuyệt vời không các anh chị? Và các anh chị nhớ hôm nay Thanh An chia sẻ cho các anh chị một cái từ khóa này, đó là gì? Đó là môi trường câu lạc bộ. Rất là ý thức về cái tần số cảm xúc rất là quan trọng các anh chị nhé. Cho nên là các anh chị thấy là sao ạ? Trong mọi cái Zoom, trong mọi sự chia sẻ, trong mọi cuộc trò chuyện, nói chuyện, giao lưu cùng với nhau, Thanh An và các anh chị trong câu lạc bộ, các anh chị chủ tịch, các anh chị nhỏ trưởng nhóm luôn hướng các anh chị về những cái tần số tích cực các anh chị, đúng không ạ? Chưa gì vô thấy ăn mừng thành công là thấy vui rồi các anh chị ơi, đúng không ạ? Vô là thấy chúc mừng thành công, vô là thấy tuyên bố, vô là thấy ăn mừng thành công, câu chuyện thành công, sáng Dung cũng nghe, trưa cũng nghe, tối cũng nghe các anh chị đấy. Vậy thì cái việc á mà các anh chị vào Dung, các anh chị cũng đang được ở trong những cái tần số cao, tần số năng lượng
Và nếu như mà các anh chị luôn liên tục duy trì phát triển và cùng đồng hành cùng với môi trường câu lạc bộ thì sao ạ? Thì các anh chị sẽ thấy là mình luôn luôn được đắm chìm trong cái tần số cảm xúc đó các anh chị. Đúng ạ? Giống như là cái việc bây giờ mà các anh chị nhảy xuống hồ, các anh chị bơi trong cái làn nước đó đó. Cái cơ thể của các anh chị nó đang thấm đẫm trong cái làn nước của hồ bơi đó đó các anh chị. Đấy. Vậy thì nó giống như cái việc mà các anh chị đang hòa mình vào môi trường là các anh chị đang thấm đẫm trong cái tần số nó tích cực các anh chị nhé. Đúng không ạ? Và cái nếu như mà các anh chị đang ở trong cái cơ thể của mình á, để cho cái tần số cảm xúc của mình trên 200 nó chiếm hữu các anh chị á, thì các anh chị sẽ thấy được rằng mình giống như là một cái thỏi nam châm của các anh chị. Mình giống như là một cái thỏi nam châm thiêu siêu hút tiền, siêu hút thịnh vượng luôn các anh chị nhé. Siêu thu hút những cái điều tuyệt vời và những cái điều thành công, những cái điều phúc lành đến với cuộc đời của mình luôn các anh chị. Và thậm chí á, là khi mà các anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ, các anh chị sẽ thấy mình luôn là sao ạ? Khỏe ra, luôn là vui vẻ ra. Các anh chị sẽ nhiều tiền hơn và mối quan hệ của các anh chị sẽ luôn luôn được hòa hợp. Và rất là nhiều những cái điều thuận lợi đến với các anh chị, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì mình luôn đắm mình trong cái tần số năng lượng đỉnh cao các anh chị. Đúng không ạ? Vậy nên là đó là lý do các anh chị khi mà các anh chị học trực tiếp cùng với câu lạc bộ, cái kết quả của các anh chị nó sẽ lớn hơn cái việc mà mình chỉ học gián tiếp thôi các anh chị. Bởi vì khi mà chúng ta tham gia vào môi trường câu lạc bộ, các anh chị đang được chấm đắm chìm trong cái tần số năng lượng nó rất là thuận lợi, nó rất là vui vẻ các anh chị nhé. Vậy thì việc của chúng ta là gì ạ? Và nếu như ngày hôm nay các anh chị thấy rằng là mình chưa có gặt hái được những cái kết quả như là mình mong muốn các anh chị nhé. Nếu như mà các anh chị chưa gặt hái được cái kết quả giống như các anh chị mong muốn thì các anh chị hãy thay đổi suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và tần số năng lượng của mình nha các anh chị. Đúng không ạ? Và các anh chị phải luôn luôn đặt mình trong một cái trường năng lượng đỉnh cao các anh chị nhé. Đúng không ạ? Và sao ạ? Và mình sẽ kiếm cái môi trường để mình tham gia vào. Và cái thứ hai, khi ngoài cái việc mà chúng ta đang ở trong cái môi trường năng lượng đỉnh cao á, thì nhiều lúc á, môi trường nó đâu có đồng hành cùng với các anh chị 24 trên 24 được. Vậy thì cái thứ hai này, đó là gì? Đó là các anh chị phải luôn liên tục làm chủ cái cảm xúc, làm chủ cái suy nghĩ của mình theo một cái chiều hướng đi lên các anh chị nhé. Mình phải nhận ra mình đang có những cái cảm xúc gì các anh chị. Mình phải luôn luôn nhận thức được và mình phải tỉnh thức được để mình biết rằng mình đang có những cái cảm xúc gì và mình điều chỉnh ngay các anh chị, đúng không ạ? Mình có thể là mình không vui nhưng mà mình nên chỉ cho phép bản thân mình trong vòng 90 giây thôi các anh chị, cao lắm 5 phút, cao lắm nửa ngày các anh chị nhé, hoặc là các anh chị cao lắm là một ngày thôi các anh chị, chứ mà mình cứ thấy rằng là anh chị nào mà chúng ta hay buồn trong nhiều năm nay thì sao? Thì nếu như mà các anh chị hiểu về cái tần số năng lượng này á, từ nay trở về sau là các anh chị dám hết buồn lâu luôn các anh chị ơi. Đấy. Và khi mà ngày trước á, Thanh An biết cái điều này các anh chị, Thanh An biết được những cái điều này khi mà mình được học trực tiếp từ những người thầy thành công của mình á các anh chị. Thì sao ạ? Có những cái thời điểm mình cũng không vui các anh chị, có những cái thời điểm mà có những cái thử thách nó đến với mình bất ngờ quá. Nó không có diễn ra theo đúng cái ý mà mình mong muốn các anh chị, thành ra là mình cũng không vui, rồi mình cũng phải đặt ra cho mình có giới hạn là mình phải chỉ là trong vòng vài ngày thôi các anh chị, đúng không ạ? Mình giới hạn cái suy nghĩ, mình giới hạn cái cảm xúc, cái tần số của mình trong vòng một vài ngày thôi các anh chị nhé, chứ mình đừng có chìm đắm quá lâu các anh chị, đúng không ạ? Chứ giống như ngày trước mình hay có một cái thói quen là ăn dầm nằm về, rồi khóc bù lu bù loa, xong rồi tủi thân khóc thúc thích, rồi trách móc kể lể đổ lỗi. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi các anh chị, mình biết rồi bây giờ cái chiến lược đó nó không có hiệu quả, nó càng làm cho cái cuộc sống của mình á càng ngày nó càng đi xuống các anh chị. Vậy thì bây giờ mình phải tắt đi cái chế độ auto cái cảm xúc đi, bây giờ mình phải tắt cái chế độ là mình phải phụ thuộc vào ngoại cảnh đi các anh chị. Bây giờ mình nói rằng là mình làm chủ cuộc cuộc đời của mình mà suốt ngày mình bị phụ thuộc vào ngoại cảnh không à? Mình hay có một cái câu nói là gì các anh chị? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không ạ? Thực ra cảnh nó đâu liên quan gì tới buồn đâu. Đúng ạ? Cho nên là sao? Cho nên là cái cảnh nó không có ảnh hưởng gì đến
cái tâm trạng của mình. Các anh chị mình hãy tắt đi cái chế độ auto cảm xúc đi, không phải là có chuyện vui mình mới vui, rồi có những cái chuyện không vui là mình không vui các anh chị. À, nếu như mà chúng ta cứ để phụ thuộc vào cái ngoại cảnh như vậy, cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ cứ lên lên xuống xuống, nó lên voi rồi nó xuống, rồi nó lên rồi nó xuống các anh chị. À, bởi vì sao? Bởi vì mình hay phản ứng theo ngoại cảnh đấy. Và sau này khi mà Thanh An học tập, Thanh An phát triển lên thì mình mới hiểu được một cái điều đó là gì, đó là cái sự hạnh phúc, cái niềm vui nó đến từ cái việc mà mình nuôi dưỡng mỗi ngày, chứ không phải là nó đến từ cái việc là à có cái này mình mới vui, có cái này mình mới hạnh phúc đấy. Có nhiều anh chị nói rằng là như thế này này, em ơi giờ chồng của chị như thế này thì chị mới hạnh phúc, làm sao mà chị biết được, đúng không ạ? À, bởi vì chưa bao giờ chị đến được cái nơi đó, làm sao mà chị biết được cái điều đó. À, bây giờ chồng của chị muốn chồng chị phải như thế này, chồng chị muốn chồng chị như thế kia, làm sao biết chị biết được là chị sẽ vui khi mà chồng chị thay đổi được cái điều này, đúng không ạ? Chị không có nuôi dưỡng ngày hôm nay mà chị cứ đòi là tới cái ngày đó có cây ăn quả ở đâu ra các anh chị. À, các anh chị muốn có cái cây trái các anh chị ăn á, thì ngày hôm nay các anh chị phải gieo, và gieo không thôi chưa đủ các anh chị, mà ngày hôm nay chúng ta cần phải chăm sóc, tưới nước, bón phân cho nó nữa các anh chị nhé. À, chứ bây giờ các anh chị gieo mà các anh chị không có chăm sóc, không có che chắn, không có nuôi dưỡng thì làm sao ở đâu ra mà có quả cho mình ăn các anh chị ơi, đúng không ạ? Cho nên á là cái việc của chúng ta là phải liên tục nâng cái tần số cảm xúc của chúng ta lên để mà nó hòa cùng với cái sự thành công và giàu có các anh chị nhé. Và anh chị nhớ này, giàu có là năng lượng cao các anh chị, thành công là năng lượng cao, và nó ngang bằng với cái năng lượng của lòng biết ơn, tình yêu thương và cái sự giác ngộ các anh chị. À, đúng không ạ? À, và nếu như mà các anh chị muốn thu hút tiền thì đây chính xác là những cái tần số năng lượng thu hút tiền các anh chị, đúng không ạ? Đây chính là cái tần số thu hút cái năng lượng của cái sự an khang, thịnh vượng, phát tài, lộc phát, bình an này. À, đó là gì? Đó là cái năng lượng của cái sự yêu thương, biết ơn và giác ngộ các anh chị, đúng không ạ? À, vậy nên là các anh chị đã hiểu ra là lý do tại sao mà những cái người vô ơn họ thường không thành công được chưa các anh chị? Đấy. Ừ. Đấy. À, rồi những cái tần số mà nó ở dưới 200 đó là gì? À, đó là tuyệt vọng nè, đổ lỗi nè, ân hận, hổ thẹn nè, lo âu. Đó, thì đây là những cái tần số mà nó dưới dưới 200 các anh chị nhá. Và đặc biệt như là những cái tần số như là thấy có tội, hổ thẹn, rồi đổ lỗi, nhục nhã, tuyệt vọng, lãnh đạm. Đây là những cái tần số 20, 30 và 50. Đây là những cái tần số mà nó cực kỳ báo động các anh chị nhé. Đấy. À, và hôm qua thì Thanh An cũng đã chia sẻ cho các anh chị ba cái chìa khóa để mà giúp cho chúng ta ứng dụng cái bộ công thức thành công các anh chị. À, và cái chìa khóa thứ ba đó là gì ạ? Cái chìa khóa thứ ba đó là chúng ta cần phải rèn luyện lòng biết ơn các anh chị. Và lòng biết ơn rất là vi diệu các anh chị nhé. À, và lòng biết ơn á, nó là một cái chìa khóa thật là rất là tuyệt vời các anh chị. Và chúng ta hãy các anh chị hãy học cái cách làm sao để mà chúng ta ứng dụng nó trên chính cái cơ thể của mình đi các anh chị. Lòng biết ơn nó có thể khiến cho biến cho các anh chị những cái điều tưởng chừng như không thể trở thành có thể luôn các anh chị. À, và nó phải đến từ phía bên trong, nó phải đến từ cái sự luyện tập, nó phải đến từ cái chính cái cảm xúc thật sự của mình các anh chị. Chứ không phải là các anh chị chỉ viết là gì tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. À, mà các anh chị ghi xong nghiêng trái nghiêng phải nhưng mà cuối cùng mình trơ trơ cái cảm xúc của mình ra, không có đâu các anh chị nhé. Đúng không ạ? À, cho nên á, khi mà các anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ, Thanh An nói với các anh chị á, là chúng ta cần phải vui vẻ, hạnh phúc và biết ơn. À, miệng mỉm cười tự nhiên may mắn đến các anh chị. À, và khi á, mà các anh chị biết ơn nhiều hơn thì khi đó tiền của các anh chị về nhiều hơn. À, khi đó cái việc công việc làm ăn của các anh chị nó được thuận lợi hơn, khách hàng đến gõ cửa với các anh chị nhiều hơn, rồi đơn hàng của các anh chị về nhiều hơn các anh chị nhé.
và tất cả những cái điều mà các anh chị viết xuống, cái cảm xúc của các anh chị á, nó càng dạt dào bao nhiêu thì nó càng hiệu quả bấy nhiêu các anh chị, đúng không ạ? À, cho nên là chúng ta hãy tắt đi cái chế độ mà auto cảm xúc đi các anh chị nhé, đúng không ạ? À, mình thường hay phản ánh theo cảnh, đúng không ạ? À, vậy thì bây giờ á, mình hãy lựa chọn và quyết định mình luôn ở trong cái tần số và cảm xúc cao các anh chị nhé, đúng không ạ? Và mình cần phải rèn luyện. Đó, mình cần phải rèn luyện cái điều này các anh chị nhé, đúng không ạ? Đấy, mình phải rèn luyện như thế nào đây các anh chị ơi? À, bây giờ á, mình phải rèn luyện bằng cái việc như thế này nè. Mình phải có cái sự quan sát cảm xúc nơi chính bản thân mình các anh chị. À, bây giờ mình thấy rằng nếu như mà bây giờ mình quan sát chính mình không có cái cảm xúc gì hết cả các anh chị, thì đó nó cũng đồng nghĩa với việc là các anh chị đang không vui lắm. À, mình cảm thấy là mình đang hơi hơi khó chịu, hơi hơi bực bội. À, mà mấy hôm nay mình cảm thấy rằng là sao, à, có vẻ là đang hơi khó ở, thì đó cũng là mình đang ở dưới tần số dưới 200 các anh chị. Và đầu tiên mình cần phải có được một cái sự quan sát chính cơ thể của mình các anh chị nhé. Mình phải quan sát chính cái cơ thể của mình phải quan sát chính cái con người của mình. À, mình không thể để là thích cái gì thì nghĩ cái gì thì nghĩ, nói cái gì thì nói các anh chị, mà mình cần phải có cái sự kiểm soát các anh chị nhé. Mình cần phải có cái sự kiểm soát để mà mình làm chủ được cái cuộc đời của mình. À, mình kiểm soát sáng trưa chiều tối, và mình làm bất cứ một cái điều gì mình cũng phải đặt ra một cái câu hỏi, đó là tôi đang có cái cảm xúc gì, tôi đang có cái suy nghĩ gì, và những cái cảm xúc này, những cái suy nghĩ này nó có giúp cho tôi đạt được cái mục tiêu của mình không. Đấy, các anh chị hãy đặt ra những cái câu hỏi nha các anh chị nhé, đúng không ạ? À, và các anh chị thấy nè, nếu như mà các anh chị đang ở trong cái tần số cảm xúc nó không được cao á, thì các anh chị hãy đặt ra một cái câu hỏi là, à, cái tần số cảm xúc này nó có giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình không? À, và nếu không á, thì các anh chị cần phải chuyển sang trạng thái tần số cảm xúc cao các anh chị nhé. À, lúc đó các anh chị cần làm gì ạ? À, cái cách nhanh nhất để mà các anh chị chuyển đổi cái tần số đó là gì? Đó là các anh chị hãy nghĩ về cái mục tiêu của mình. Nghĩ về cái điều mà mình mong muốn các anh chị. Nghĩ về cái chiếc xe mà các anh chị muốn đi. À, nghĩ về cái ngôi nhà mà các anh chị muốn ở. Nghĩ về cái số tiền mà các anh chị muốn sở hữu, nghĩ về cái căn nhà mà các anh chị muốn có, đúng không ạ? Những cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được trong tương lai, đúng không ạ? Đấy. Còn nếu như á, mà lúc đó mà chúng ta đang ở một cái nơi mà nó tiện á, thì các anh chị hãy lấy cái cuốn sổ ra và chúng ta viết lòng biết ơn các anh chị nhé. À, và bất cứ những cái lúc nào mà chúng ta thấy rằng cái cảm xúc của chúng ta nó đang hơi bị chơi vơi á các anh chị, à, thì chúng ta hãy ngay lập tức lấy cái cuốn sổ ra và mình viết xuống lòng biết ơn các anh chị. À, và khi mà mình viết xuống, mình nhận ra là, à, hóa ra mình có rất là nhiều những cái điều tuyệt vời mình đang nhận được trong cuộc sống này, và mình nuôi dưỡng các anh chị, đúng không ạ? À, và cái tại sao mà những cái người á mà họ không có thực hành lòng biết ơn này, họ không có ứng dụng lòng biết ơn mỗi ngày này, tại sao mà cái cuộc sống của họ hay thu hút những cái điều không thuận lợi? À, là bởi vì bên trong họ thiếu các anh chị, lúc nào cũng là oán trách, lúc nào cũng là than, lúc nào cũng là đổ lỗi, lúc nào cũng là ở những cái tần số năng lượng cảm xúc nó không có được cao, họ cảm thấy không đủ, họ cảm thấy bất an, họ cảm thấy là không có được bình an. Và chính cái cảm xúc đó nó càng đẩy những cái mục tiêu mà họ mong muốn nó càng đi xa các anh chị ơi. À, và những cái cảm xúc à, đó thì nó lại càng thu hút những cái điều không tích cực đến với họ các anh chị. Đấy. Cho nên á, à, cái việc mà chúng ta làm chủ cái cảm xúc á, nó cực kỳ quan trọng luôn các anh chị. Nó sẽ quyết định cái vận mệnh cuộc đời của các anh chị đó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái tần số cảm xúc nó cực kỳ quan trọng các anh chị nha, nó sẽ quyết định cái vận mệnh cuộc đời của các anh chị luôn đó đó. À, và Thanh An cũng có thấy một số hình ảnh của những người họ để cho cái bản thân của họ họ chìm đắm trong cái cảm xúc nó không có được vui, không có được tích cực trong một cái thời gian dài các anh chị, thì cuối cùng là những người đó họ cũng là ra đi các anh chị.
À, vậy thì á, nhiều người họ nói rằng á, là có số các anh chị. À, thực ra không phải số đâu mà là do mình đó các anh chị, do mình các anh chị nhé. À, và khi mà bởi vì là mình khi mà mình gặp những cái điều không có được khỏe, mình không có ở trong một cái trạng thái lạc quan các anh chị, mình luôn luôn nghĩ rằng là à cái kết quả nó sẽ như thế này, cái kết quả nó sẽ như thế kia, mình khóc lóc mình tủi thân này kia. Và Thanh An thấy được rằng là có một số người á, tuy rằng họ không khỏe nha, sức khỏe của họ chưa được tốt các anh chị, nhưng mà họ có một cái trạng thái tinh thần lạc quan á, thì họ lại vượt qua những cái thử thách về trong cái sức khỏe của họ hồi nào không hay luôn các anh chị. À, và họ có một họ kéo dài được cái sự sống của họ đấy. À, và Thanh An cũng thấy được rằng là có rất là nhiều những anh chị mà họ chia sẻ được cái sự thành công của họ khi mà họ vượt qua được một cái điều gì đó các anh chị. À, nếu như mà nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình á, thì thường họ sẽ vượt qua một cách rất là vi diệu luôn. Nó giống như là sao ạ? À, nó giống như là cái việc á, mà cái tinh thần của các anh chị nó quyết định rất là nhiều. Nó có được một cái sức mạnh rất là lớn giúp cho các anh chị vượt qua được những cái hoàn cảnh chưa được ok các anh chị nhé. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta cần phải để ý cái cảm xúc của chúng ta để mà chúng ta điều chỉnh các anh chị nhé. Được không ạ? Cho nên á, cái cảm xúc của các anh chị nó sẽ chuyển đổi kể cả những cái điều không thể thành có thể các anh chị nhé. Và quan trọng là các anh chị có tin hay không tin thôi. Bây giờ các anh chị không tin thì kể cả những cái điều mà các anh chị đang có nó cũng thành không có à. Đấy, cho nên là từ nay trở về sau chúng ta tắt đi cái chế độ gọi là auto cảm xúc đi. À, đúng không ạ? À, nhiều người nói em nói sao bây giờ gặp cái chuyện như thế này không buồn sao được, đâu cười sao được đấy. Ừ, thì Thanh An cũng đâu có bảo các anh chị cười đâu, tức là sao bây giờ mà gặp những cái chuyện mà không vui nói các anh chị cười cũng đâu có cười được, các anh chị cũng cười gượng thôi đúng không ạ? À, thì mình đừng có cười, nhưng mà bên trong mình phải biết được rằng á đó là gì, đó là mình hiểu được nếu như mà bây giờ mình có làm quá đi chăng nữa, mình có thật sự là đưa mình trong một cái trận trạng thái tần số cảm xúc hậm hực giận dữ thì cũng đâu có giải quyết được cái vấn đề gì đâu các anh chị, đúng không ạ? À, quay về cái quả, gieo lại lòng biết ơn đi các anh chị, thực hành lòng biết ơn đi các anh chị, đúng không ạ? Và Liên minh câu lạc bộ của chúng ta có rất là nhiều những cái câu chuyện rất là vi diệu luôn các anh chị ấy. À, thậm chí là có những cái câu chuyện mà thay đổi cái kết quả vô cùng là vi diệu các anh chị ha. Đấy, đúng không ạ? Đó. À, và bây giờ thì cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị thêm một cái bảng tần số về năng lượng của con người luôn các anh chị ha. À, cái bảng tần số năng lượng của con người để các anh chị thấy chúng ta quan sát được rằng là cái tần số cái của chúng ta nó rất là quan trọng các anh chị. Đúng không ạ? À, và nếu như mà chúng ta yêu thương chính bản thân mình á thì chúng ta đừng có hành hạ bản thân mình nữa các anh chị nha. À, đúng không ạ? À, và khi mà các anh chị mỗi lần mà các anh chị tức giận á, chúng ta thường hay thấy cái cơ thể của mình nó nóng rang, nó nóng như cái lửa đốt đúng không các anh chị? À, và cứ mỗi lần như vậy á các anh chị thấy rằng là sao ạ? À, đây chúng ta có một cái bảng tần số trạng thái năng lượng của con người các anh chị nhé. Đấy, chúng ta thấy ạ. Đó, là khi mà chúng ta giận dữ, sợ hãi, bên trong con người ta nó như lửa đốt luôn các anh chị. À, đúng không ạ? À, và mỗi lần mà các anh chị mà tính là cái lúc mà giận dữ, cái lúc mà căng thẳng mà chúng ta tính thốt ra những cái lời không hay á các anh chị. À, thì những cái lúc này là chúng ta nhớ tỉnh thức để mà chúng ta kiềm chế lại các anh chị nhé. À, chúng ta có thể là uống ngay một cái ly nước các anh chị, chúng ta có thể là sao ạ, hít thở các anh chị đúng không ạ? Rồi chúng ta nhìn vào cái bảng tần số năng lượng con người đây các anh chị. Rồi những anh chị mà thường hay sợ này, thường hay lo lắng này, nó cũng đỏ rang luôn các anh chị, đúng không ạ? Ở dưới hai tay hai chân là thường đen luôn đúng không? À, rồi ghê tởm này, rồi cũng đen luôn các anh chị, rồi tự ti này. Đấy, thì sao ạ? Đấy, chúng ta thấy không?
những cái hình ảnh này nó không có được đẹp xíu nào các anh chị. Còn cái người hạnh phúc thì sao các anh chị ơi? À, hạnh phúc thì chúng ta thấy full luôn các anh chị. À, và cái nóng rang này này, cái vàng óng này này, đây là cái của cái sự hạnh phúc, và đây là cái việc mà các anh chị sáng bừng lên đó. À, đúng ạ. Các anh chị thấy nhìn những cái con người kế bên đó, mình thấy sợ không các anh chị? À, nhưng mà cái con người hạnh phúc thì mình thấy sao? À, như là hào quang tỏa sáng đúng không các anh chị? À, chúng ta thấy là cái con người này nó được giống như là tỏa sáng của các anh chị luôn các anh chị đúng không ạ? Và những cái người mà hạnh phúc đó các anh chị, thực sự ra khi mà các anh chị nhìn thấy những người này, anh chị thấy là những người này anh chị không, họ không cần phải nói cái gì đâu các anh chị, mà chỉ cần họ cười hoặc là họ kể cho các anh chị nghe một cái điều gì đó thôi là các anh chị cũng đã thấy là vui rồi đúng không ạ? À, và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta thấy đúng cái điều đó các anh chị. À, hoặc là như là các anh chị gặp những anh chị trưởng nhóm của mình thôi. À, mình chưa cần nghe trưởng nhóm của mình nói câu gì cả mà mình đã thấy là gặp trưởng nhóm của mình là mình thấy vui rồi các anh chị. Đúng ạ. À, nhiều anh chị nói rằng là sao ơi, anh chị doanh nhân chẳng cần nói gì với chị cả, chỉ cần gặp doanh nhân cười với chị thôi là chị cảm thấy có năng lượng rồi. Đấy, đó là bởi vì sao? Bởi vì tỏa ra cái hào quang á các anh chị. À, tỏa ra cái hào quang, tỏa ra cái năng lượng, nhìn phát yêu luôn đúng không ạ? Đấy, nhìn và cảm giác giống như là sao ạ? À, cái cảm giác của cái sự hào quang, cảm giác của cái sự rực rỡ các anh chị. À, và mình nhìn thấy mình chỉ muốn làm sao, muốn ở gần những cái con người đó thôi đúng không ạ? Còn đây là những cái con người kế bên này. À, đen thui thù lùi như thế này, mình nhìn xuống mình chỉ thấy sợ bỏ chạy luôn đúng không các anh chị? Đấy, rồi buồn nè. À, buồn là thấy cũng tay chân xanh lét luôn các anh chị. À, mình thấy xanh lét là chứng tỏ là cũng không được khỏe đó. Rồi ngạc nhiên nè, rồi bình thường nè. Nhiều chị nói em nay chị có thấy sao đâu, hôm nay chị thấy chị bình thường. À, hôm nay ôi chị ơi, chị hôm nay chị không vui hả? À, hôm nay chị thấy khuôn mặt chị đơ đơ, chị không có vui chuyện gì chị kể em nghe với. À, không đâu, chị bình thường em ơi. Đấy, vậy thì bình thường đây nè chị nè. Đấy, bình thường nha. Bình thường là sao? Bình thường là không cảm xúc. À, nên là những anh chị nào mà chúng ta bình thường mà không cảm xúc là chúng ta đang rơi vào cái con người xanh lét luôn các anh chị nhá. Đó, vừa đen vừa xanh nữa các anh chị. Đấy, rồi còn lo lắng này. Lo lắng đen xanh rồi còn gọi là những cái điểm gọi là vừa vàng vừa đen nữa các anh chị. Đấy, còn yêu này, yêu thì nó cũng không có full hào quang đâu các anh chị nhá. Chỉ có hạnh phúc là full hào quang từ đầu đến chân thôi các anh chị. À, và hạnh phúc ở đây là hạnh phúc và chứa đầy lòng biết ơn đó các anh chị ơi. Yêu thì ở dưới nó cũng hơi đen xíu các anh chị, nhưng mà nó vẫn tốt hơn những cái trạng thái còn lại các anh chị nhé. Còn trầm cảm thì thôi rồi các anh chị, trầm cảm thì mình thấy gọi là lên đường xanh xanh quát rồi, xanh luôn các anh chị ơi. Đấy, cho nên á, các anh chị thấy là sao ạ? Những người mà họ hay bị trầm cảm á, họ thường không biết nói cùng ai, họ không có biết chia sẻ cùng ai á các anh chị. Thường gọi là sao, mình cũng không dám đụng những con người này đúng không ạ? Mình mà nói quá thì mình cũng sợ họ làm những cái điều không có được gọi là khôn ngoan đúng không ạ? Và trầm cảm á, họ thường không có chia sẻ cùng ai và thường họ cũng không có hiểu những cái điều mà mình chia sẻ luôn các anh chị. Họ xanh lè luôn rồi. Đấy, rồi khinh thường này các anh chị, khinh thường các anh chị thấy không ạ? À, kiểu như là ganh tô, ga tô, ganh tị người khác là kiểu coi như người khác không ra gì này các anh chị. Đấy, vậy thì cái này nó vừa đen nó vừa xanh lè nó vừa hỗn hợp luôn các anh chị ha đúng không ạ? Vậy thì bảo sao mà không hút những cái điều mà không thuận lợi đúng không ạ? Rồi hạnh diện này. À, vàng cũng vàng nhưng mà vàng có nữa thôi ha. À, và nếu như mà chúng ta chọn vàng thì chúng ta chọn full đi luôn đi các anh chị đúng không ạ? À, hạnh diện thì cũng tốt đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta hãy chọn hạnh phúc, chọn lòng biết ơn luôn đi các anh chị nhé. Có trí tuệ, có cái sự hạnh phúc. À, thì nó vẫn ok luôn hơn các anh chị đúng không ạ? Còn xấu hổ ganh tị thì nhìn như siêu nhân điện quang ơi các anh chị ơi. À, đúng không ạ? Thấy tay chân đen thui thù lùi. À, nhưng mà nhìn thấy nó sợ, nhìn thấy nó ớn đúng không các anh chị nha. À, vậy thì chúng ta nhìn những cái bức hình này chúng ta cũng hiểu luôn luôn rồi đúng không các anh chị? À, vậy thì ở đây này chúng ta nhìn những cái hình này để chúng ta chọn, chúng ta đang ở tần số năng lượng nào các anh chị? Đấy. À, bây giờ các anh chị chọn nè. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái cơ thể của mình đi, nhìn vào cái cơ thể trân quý của mình đi các anh chị.
Các anh chị được lựa chọn là mình nuôi dưỡng những cái điều gì cho cái cơ thể của mình đấy. À, và mỗi ngày các anh chị đang cho mình ăn cái điều gì trong cái cơ thể mình mỗi ngày đấy các anh chị. À, các anh chị nói rằng là các anh chị yêu thương chính bản thân thân mình đúng không ạ? À, vậy mà suốt ngày các anh chị cứ đưa bản thân mình vào trong cái trạng thái tần số cảm xúc không vui. À, vậy thì các anh chị đã thực sự yêu thương cái cơ thể của mình dữ chưa các anh chị? À, em ơi chị yêu chị lắm, em ơi chị thương chị lắm. Mà hở xíu là hôm nay chị buồn quá em ơi, hôm nay chị chán quá, hôm nay chị tự ti quá, hôm nay chị không có giỏi, chị không có thế này, chị không có thế nọ, chị không có thế kia. À, 10 câu mà thấy hết 9 câu là chê mình rồi các anh chị. 10 câu là thấy 9 câu không vui, không hạnh phúc, không 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 gì hết, vào toàn thấy trách mình không à. Đấy, toàn thấy chê mình không các anh chị. Đấy. Vậy thì các anh chị nhớ, mình phải yêu chính cái cơ thể của mình nha. Chứ mỗi ngày cái cơ thể của mình nó đang chịu đựng này các anh chị. Nó có thể các anh chị không sao chứ mà cái tế bào của các anh chị đang chịu đựng mà. À, và cái việc mà các anh chị tỏa ra cái tình yêu thương và lòng biết ơn. Riêng cái việc đó không thôi là các anh chị cũng thấy là mặt các anh chị càng ngày càng sáng, da các anh chị càng ngày càng đẹp rồi đúng không ạ? Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị khi mà chúng ta vào môi trường câu lạc bộ chúng ta thấy chúng ta càng ngày càng đẹp lên đâu các anh chị ơi. Đẹp ra một cách bất ngờ luôn à, đúng không ạ? À, đẹp không tì vết luôn các anh chị. À, ngoài cái việc mà chúng ta kết hợp cái bí kíp về sức khỏe của câu lạc bộ đúng không ạ? À, vậy thì ngoài ra chúng ta còn đang được rèn luyện về cái tần số năng lượng nữa. Mình biết cái điều gì nên và không nên các anh chị. Và khi mà các anh chị đưa mình vào trong một cái trạng thái tần số cảm xúc cao á các anh chị, thì đó là sao ạ? Thì các anh chị còn lại còn thu hút tiền nữa đúng không? À, và mỗi lần mà các anh chị tỏa ra cái ánh hào quang như vậy, những người khác, những người xung quanh họ muốn đến gần và họ muốn kết giao với mình đó các anh chị. Đấy, đúng không ạ? Vậy thì cái bí kíp để giúp cho các anh chị thu hút những cái nhân tài, những con người có tâm, có tầm, có tài, tập hợp tác đến với các anh chị, đôi bên cùng có lợi, và hợp tác với những cái con người mà họ sáng như mình đó các anh chị. À, vậy thì ai phải là cái người mà có cái điều đó trước các anh chị? Ai là cái người có ạ? Đấy, đầu tiên mình phải là cái người có cái điều đó trước các anh chị nha. Đầu tiên là các anh chị phải nuôi dưỡng chính mình, trở thành cái con người có thể là thu hút được những cái nguồn lực tới giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu. À, chứ không thôi mình cứ than em ơi chị không có dương tiền, em ơi chị không có có thế này, chị không có thế kia, chị đang âm lắm, chị đang thế này thế kia. Các anh chị đang ở trong một cái trạng thái buồn thì các anh chị cứ ở trong cái trạng thái đó thì nó càng thu hút những cái điều đến với mình không tích cực thôi. Đấy, trạng thái con người buồn á. Và chỉ khi các anh chị thay đổi được cái tần số trạng thái cảm xúc của mình, thay đổi được cái suy nghĩ của mình, cái kết quả của mình nó mới thay đổi được các anh chị. Đúng không ạ? Chứ thôi các anh chị đừng có nói rằng là em ơi chị phải có cái đó chị mới vui, chị phải có cái này chị mới vui, chị mới thích thế này thế kia. Và anh chị nhớ này, vũ trụ không hề đi ngược như vậy các anh chị nhé. Vũ trụ không đi ngược từ bên ngoài vào trong đâu các anh chị, mà vũ trụ chỉ đi từ trong ra ngoài thôi các anh chị ơi. Đúng không ạ? À, anh chị nắm rõ được những cái tần số năng lượng mà Thanh An chia sẻ chưa? Và nếu như mà chúng ta rõ rồi thì chúng ta comment tôi đi các anh chị. Từ nay trở về sau mình nhìn thấy cái bảng này là mình phải nhắc nhở chính bản thân mình các anh chị nhé. À, nếu như mà chúng ta tính mở ra mà than nhìn vô cái trạng thái con người buồn, các anh chị in cái này ra, các anh chị dán lên, các anh chị nhìn nhé. À, giờ mà thấy con người mà buồn, thấy cái trạng thái mà xanh lét á, mình có muốn mình giống như vậy không? À, nếu như mà muốn thì tiếp tục buồn rồi không, để thay đổi đi các anh chị. À, và các anh chị nhớ này, nếu như mà các anh chị tích lũy cái thời gian dài, cái tần số trạng thái năng lượng đó nhiều á thì nó sẽ kéo theo một cái điều đó là gì, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự an toàn của các anh chị đó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là sao, cho nên là chúng ta nếu như mà chúng ta thực sự yêu chính bản thân của mình á, chúng ta yêu bản thân mình thật sự á, thì mình phải có được cái sự rèn luyện trong cái việc mà mình làm chủ cái cảm xúc của mình, đúng không ạ? Đó, được không các anh chị? Chúng ta cần phải ý thức rất là rõ về cái điều này để mà chúng ta bảo vệ cái sự hạnh phúc, chúng ta bảo vệ cái sức khỏe, chúng ta bảo vệ cái sự an toàn của chính mình nha các anh chị, đúng không ạ? À, và các anh chị nè, nhớ này, ngày hôm nay các anh chị, cái cảm xúc của các anh chị nó có thể là lên xuống,
lên xuống lên xuống. À, đó là cái một phần của cái quá trình các anh chị. À, miễn sao này, miễn sao mà các anh chị cần phải hiểu được rằng đó là gì? Đó là à, mình phải ý thức được là mình luôn tỉnh thức các anh chị. À, mình không thể nào á mà một phát một à, mình có thể điều chỉnh cảm xúc ngay được các anh chị ơi. À, Thanh An cũng đâu có phải gọi là thần thánh gì mà mình ngay lập tức mình điều khiển được cái cảm xúc của mình không vui không buồn được các anh chị đúng không ạ? Đúng không các anh chị? À, cho nên là mình cũng phải hiểu được rằng đó là một phần của quá trình. À, mình cũng biết được rằng là mình cần phải có một cái quá trình điều chỉnh các anh chị. À, có những lúc á, có những chuyện nó xảy ra. À, có những điều á, nó diễn ra trong cái cuộc sống của mình nó cũng bất ngờ các anh chị. À, đôi khi mình cũng không có biết được. À, đôi khi mình cũng đã do là gieo cái hạt giống đó mà mình không có biết các anh chị. À, vậy nên á, thì sao ạ? Vậy nên á, mình cần phải tỉnh thức. À, mình tỉnh thức để mình nhận biết ra được và sau đó thì sao ạ? À, mình làm chủ lại liền các anh chị nhé. À, mình làm chủ lại liền nha các anh chị. Được không ạ? À, cho nên là mình cần phải làm chủ và mình phải nắm cái quyền kiểm soát nha các anh chị ơi. À, được không các anh chị? À, cho nên á, à, khi mà những anh chị nào mà chúng ta đang kinh doanh mà cái công việc kinh doanh của chúng ta thường á, à, nó hay lên xuống á các anh chị thì là do sao ạ? À, là do vũ trụ cũng đang à, à, cho các anh chị à, những cái bài học à, để các anh chị tốt nghiệp đó. À, nếu như mà chúng ta tốt nghiệp được những cái bài học này à, thì chúng ta sẽ tiến lên à, vượt được cái mục tiêu đó. À, những cái lúc mà các anh chị đưa mình vào trong cái trạng thái tần số cảm xúc cao thì sao? Các anh chị sẽ thấy là tự nhiên có những người khách hàng đến tìm đến các anh chị mua những cái đơn hàng và trả tiền thanh toán một cách nhanh bất ngờ luôn. À, nguồn lực tới, quý nhân phù trợ tới. À, cái những cái ý tưởng nó tới giúp cho các anh chị đột phá cái lợi nhuận, đột phá cái doanh thu tháng đó luôn các anh chị. À, đúng không ạ? À, và à, khi mà các anh chị thay đổi được cái tần số trạng thái cảm xúc này, các anh chị sẽ thấy được là có rất là nhiều những cái nguồn lực nó đến với mình một cách bất ngờ nha các anh chị nhé. À, và những cái lúc á, mà mình thấy vui, những cái lúc mà mình biết ơn, những cái lúc mà mình đủ đầy, mình vui vẻ các anh chị, thì đó chính là cái lúc mà các anh chị đang bắt đầu thu hút những cái sự thịnh vượng nó về đến với mình các anh chị nhé, được không ạ? Cho nên á, à, nếu như mà các anh chị mong muốn á là mình có thể thu hút được tiền ngay kể cả khi cái trạng thái mà đi ngủ á các anh chị, à, thì sao ạ? À, thì chúng ta cần phải đưa cho mình về một cái trạng thái tần số cảm xúc à, luôn luôn ngập tràn cái sự thành công, giàu có, biết ơn và hạnh phúc các anh chị nhé, được không ạ? Và bây giờ các anh chị đã hiểu được cái lý do tại sao mà một buổi sáng mình viết 10 điều biết ơn và 10 buổi tối mình viết 10 điều biết ơn chưa các anh chị? À, và à, ngay cả những cái lúc mà cái thời điểm trong ngày mà cái trạng thái tần số cảm xúc của các anh chị nó lên xuống á, à, các anh chị cũng hãy lấy cái sổ bút của mình ra và mình viết lòng biết ơn các anh chị nhé. Đúng không ạ? Mình hãy viết lòng biết ơn rồi mình cũng hãy nhìn vào cái mục tiêu của mình. Làm sao ạ? Mục tiêu của mình nè, rồi đây nha, không vui nha, rồi à, lên xuống đi nha, đó, mục tiêu của mình đó, còn lâu mình mới đạt được các anh chị, đấy, đúng không ạ? Và thường á, những anh chị nào mà cái năng lượng của mình nó đang lên xuống á, các anh chị, à, là thường là do cái trí tuệ của mình nó chưa được cao, và thường á, là do mình bị những cái tiểu tiết vụn vặt của cuộc sống nó ảnh hưởng đến cái trạng thái cảm xúc của mình, các anh chị. À, vậy nên á, mình cần phải rèn luyện, mình cần phải rèn luyện cái trí tuệ của mình lên các anh chị. Khi mà cái trí tuệ của các anh chị nó cao lên á, thì các anh chị sẽ nhìn thấy được cái bản chất của cái sự vật, các anh chị sẽ nhìn thấy được cái bản chất của cái sự việc, và nhiều lúc các anh chị sẽ thấy là à, những cái điều này nó không là cái gì cả các anh chị. Đó, giống như bây giờ các anh chị đang đứng ở cái mức số 8 đi, các anh chị nhìn thấy cái mức số 3 thì các anh chị sẽ thấy là à, cái mức đây nó nhỏ. Nhưng mà nếu như mà bây giờ các anh chị đang đứng ở cái tầng tư duy mức 6 mà các anh chị gặp cái vấn đề nó ở cái mức số 8 thì các anh chị sẽ thấy cái vấn đề nó to, đúng không ạ? À, còn bây giờ các anh chị thấy cái tư duy các anh chị ở mức số 9 thì các anh chị nhìn xuống cái vấn đề mức số 8 thì các anh chị sẽ thấy là cái vấn đề nó thua, nó nhỏ hơn mình, nó bé hơn mình các anh chị, đúng không ạ? Cho nên á, ngoài cái việc mà các anh chị viết lòng biết ơn ra
À, ngoài cái việc mà các anh chị nhìn cái mục tiêu của mình, ngoài cái việc mà các anh chị làm chủ cái cảm xúc của mình, thì các anh chị cần phải gia tăng cái sự hiểu biết của mình lên các anh chị nhé. Chúng ta cần phải gia tăng cái sự hiểu biết của mình lên các anh chị, đúng không ạ? À, và thường những cái điều mà khiến cho cái cảm xúc của các anh chị không kiểm soát được là do sao ạ? Là do những cái tác động ở bên ngoài, nó ảnh hưởng đến bên trong của mình, và mình hay bị những cái tác động các anh chị, những cái sự tác động, tôi không làm được đâu, người khác làm được, tôi không làm được. Đấy, vậy thì mình phải gia tăng được cái niềm tin về chính bản thân mình nhiều hơn các anh chị, bằng cái cách là các anh chị hãy nghe thật là nhiều những cái câu chuyện thành công hơn nữa đi. Đúng không ạ? Rồi các anh chị phải gia tăng cái trí tuệ của mình lên, để các anh chị hiểu được rằng thành công là nó có công thức. Đấy, và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị, chúng ta thấy được rằng từ cái ngày mà chúng ta tham gia vào môi trường câu lạc bộ, chúng ta thấy được rằng cái trí tuệ của chúng ta nó tăng lên, thì chúng ta thấy được rằng chúng ta đã làm chủ được cái cảm xúc của mình hơn rất là nhiều rồi, thì hãy cùng comment phím số 1.000 đi các anh chị, đúng không ạ? Đấy, có thể là ngày trước á cũng là cùng một cái sự việc đó các anh chị. Nhưng mà ngày trước thì chúng ta không có được bình tĩnh trong cái việc mà chúng ta xử lý cái vấn đề đó, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu là sao? Chúng ta dựa giải quyết dựa trên những cái kiến thức, cái suy nghĩ cũ của mình. Nhưng mà sau này á, khi mà mình đã hiểu, mình đã học rồi, mình bắt đầu đứng trước một cái sự việc đó, mình bắt đầu đứng trước cái sự kiện đó các anh chị. Mình bắt đầu thay đổi cái góc nhìn của mình đứng trên cái góc nhìn của những cái người thành công, mình bắt đầu theo cái hướng suy nghĩ của người thành công. Hóa ra cái điều này đến để giúp cho mình thành công hơn. Bây giờ nếu như mà bây giờ mình không vui, thì mình sẽ không gặt hái được cái kết quả. Thôi, tốt nghiệp cái bài học này và mình bước tiếp. Cũng là biết là cái điều này nó xảy ra, mình cũng không vui đó, nhưng mà không vui có một ngày thôi các anh chị, đúng không ạ? Và ngày mai thì mình tiếp tục chiến đấu tiếp, và ngày mai mình bắt đầu là sao ạ? Bắt đầu là tiến lên đấy. Mình cũng cho phép bản thân mình, nhưng mà không cho phép bản thân mình quá lâu các anh chị, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã gia tăng được cái sự hiểu biết của mình lên, và mình bắt đầu tăng được cái sự kiểm soát về cái cuộc đời của mình. Và các anh chị thấy rằng sao ạ? Những cái vấn đề nó không phải là lớn nữa các anh chị, mà bởi vì chính chúng ta đang đứng cao hơn cái vấn đề các anh chị. Và khi mà các anh chị học tập, các anh chị càng ngày càng phát triển, cái trí tuệ của các anh chị càng tăng lên á, thì cái khả năng mà các anh chị kiểm soát cảm xúc trước những cái vấn đề nó càng ngày nó càng tốt hơn các anh chị. Và khi đó thì các anh chị sẽ trở thành cái thỏi nam châm. Đấy, và 90% các anh chị sẽ kiểm soát được, còn 10% là sao ạ? Nó cũng sẽ lên lên xuống xuống một xíu các anh chị. Đấy, rồi từ từ các anh chị cũng sẽ làm chủ được cái cảm xúc của mình rất là tốt các anh chị ha, đúng không ạ? Và đó là một cái quá trình mà chúng ta cần phải rèn luyện các anh chị nhé, đúng không ạ? Rồi các anh chị thấy những người thành công á, lúc nào họ cũng thuận lợi hả các anh chị? Không, đâu có phải lúc nào cũng thuận lợi đâu các anh chị đâu. Cũng có những cái lúc mà họ gặp những cái điều chưa có được thuận lợi. Nhưng mà tại sao các anh chị cũng thấy là những người thành công họ luôn luôn mỉm cười các anh chị, họ cũng thấy là không sao cả các anh chị ơi. Bởi vì sao? Bởi vì họ có trí tuệ. Họ bắt đầu họ phát triển cái trí tuệ của mình lên, trí sáng thì tâm an các anh chị. Đấy, giống như bác Elon Musk, bác phóng tên lửa nó nổ cái đùng, mất 1 tỷ đô các anh chị. Tỷ đô là 23.000 tỷ các anh chị. Nếu như là mình thì sao ạ? Chắc là mình lăn lê bò lết, mình có 10 triệu, mình có 100 triệu thôi, nhưng mà sao ạ? Mình khóc bù loa mấy ngày luôn, đúng không các anh chị? Đúng ạ? Con bác á, thì tỷ đô chứ không phải là tỷ 1 tỷ Việt Nam đồng đâu các anh chị nhé. Và bác nói rằng là gì? Đó không phải là thất bại, mà đó là cái để giúp cho tôi tốt hơn, thành công hơn các anh chị. Bác bình tĩnh nói cái điều đó luôn các anh chị. Đấy. Đó. Bác nói như thế đấy các anh chị ơi. Đấy. Mà bác bình tĩnh quá trời luôn. Nhiều người thậm chí còn nói là bác là bị hâm hay là các thứ các kiểu luôn. Vâng. Đấy, nhưng mà sao? Nhưng mà hâm, nhưng mà người ta nhiều tiền các anh chị. Người ta có 1 tỷ đô đó, bắn tên lửa một cái đùng luôn các anh chị đấy. Bay mất 1 tỷ luôn.
À, còn thậm chí là nhiều anh chị đầu tư kinh doanh là sao ạ? Mất một chút là mình đã bu la lên rồi các anh chị. Đấy, các anh chị nghe quen đâu ạ? Có phải là người đầu tiên các anh chị đến với môi trường câu lạc bộ các anh chị như thế không ạ? Ôi em ơi, em ơi, mình cứ như là ngân hàng ấy. Mình đâu phải là ngân hàng đâu mà chị than quá trời than. Đó, bây giờ em đâu phải ngân hàng đâu nhưng mà em chỉ cho chị cách này. Đó là gì? Đó là giờ mất thì cũng mất rồi. Giờ cũng đâu có lấy lại được đâu. Giờ tìm cái cách tạo ra thêm đi. Tìm tạo ra thêm đi, phát triển thêm đi. Cái việc mà mình giữ không giữ được là do mình chưa có phát triển được cái tư duy của mình lên đó các anh chị. Cho nên thành ra nó vượt quá cái khả năng quản lý tiền. Và nếu như mà vượt quá cái khả năng quản lý tiền thì nó không cánh mà bay các anh chị. Bây giờ mà khóc nữa thì còn mất nữa. Vậy thì bây giờ học tập phát triển tiếp đi. Đấy. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây cho Tân An hỏi rằng là các anh chị từng có những cái điểm đỏ trong quá khứ, trong kinh doanh, trong đầu tư rồi. Tại cái thời điểm đó, mình nhìn cái số tiền đó, mình thấy nó rất là to, rất là lớn. Nhưng mà từ ngày mà các anh chị vào câu lạc bộ, các anh chị học, các anh chị bắt đầu là sao? À, cái con số này mình chấp nhận được. Và mình chấp nhận được một cái điều đó là gì? Mình hoàn toàn có thể là tạo ra được cái số tiền đó N lần. Thì có thể là cùng comment tôi đi các anh chị. Đấy. Còn ngày trước thì các anh chị chỉ chăm chăm lấy lại cái số tiền đó. Về đi em ơi, về đi em ơi. Về đây chị sẽ yêu thương, nâng niu em, trân quý em. Đấy. Nhưng mà từ khi mà các anh chị vào môi trường câu lạc bộ thì các anh chị nhận ra rằng được một cái điều là gì? Với cái trí tuệ này, với cái tinh thần này, với cái ý chí này, với môi trường câu lạc bộ hướng dẫn cho các anh chị cầm tay chỉ việc thì các anh chị hoàn toàn có thể tin được rằng mình có thể lấy lại được cái số tiền mà mình đã từng mất đi, lấy lại gấp 5, gấp 10 lần như thế nữa các anh chị. Đấy, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì mình đã gia tăng cái sự hiểu biết của mình rồi. Và mình thấy được rằng là đây là cái câu chuyện không của riêng ai. Và sao ạ? Và đây cũng là cái câu chuyện mà rất là nhiều những cái người thành công họ đã đi qua rồi các anh chị. Họ đã đi qua rồi các anh chị ha. Đúng không ạ? Nhiều lúc á mình lo là mình thấy rằng là vì sao mình lo là bởi vì là mình cảm thấy là mình không có làm ra được đúng không các anh chị và thậm chí là nhiều anh chị là như thế này nè anh chị lo và các anh chị thường ở trong một cái trạng thái rất là hoang mang và có nhiều anh chị á hỏi Thanh An như thế này nè em ơi bây giờ làm như thế nào chị thấy rất là lo về tương lai của chị quá. Chưa bắt tay làm đã thấy lo rồi các anh chị. Giờ hỏi là Thanh An có lo gì hay không? Giờ chị có Thanh An chỉ có lo một cái đó là gì? Mình không có đủ thời gian để làm được tất cả mọi việc trong một ngày các anh chị. Vì bởi vì là trong một ngày mình có rất là nhiều những cái kế hoạch, mình thấy là mình không có để thể nào mà sắp xếp đủ thời gian để mình làm được hết. Đấy. Không có lo về tương lai của mình nữa các anh chị. Nhưng mà có rất là nhiều những anh chị họ lo về cái tương lai. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là họ nói chung là họ không có nhìn thấy được cái tương lai của mình các anh chị nhé. Đấy. Đấy. Ví dụ như này. Bây giờ này. Tại vì sao mà chúng ta thường hay lo lắng? Bởi vì là những cái vấn đề nó đến với chúng ta và nó quá sức của chúng ta. Ví dụ như bây giờ nếu như mà cái chi phí của cuộc sống của các anh chị một tháng là 30 triệu nhưng mà các anh chị có khả năng tạo ra 100 triệu một tháng thì có gì đâu mà lo trong cuộc sống của mình đúng không các anh chị? Và cái nỗi lo nó chỉ diễn ra khi mà chi phí cuộc sống 30 nhưng mà mình chỉ có khả năng tạo ra 10 triệu thôi đúng không ạ?
À, vậy thì nếu như mà những anh chị nào ở đây mà chúng ta thường hay ở trong một cái trạng thái lo lắng thì mình cần phải phát triển tư duy, phát triển kiến thức của mình lên đi các anh chị. Có tư duy, có tầm nhìn, có kiến thức rồi các anh chị sẽ có được cái con đường thôi. Chứ bây giờ các anh chị thấy được cái con đường rồi thì có gì đâu nữa mà lo nữa các anh chị. À, chẳng qua bây giờ con đường của các anh chị không có, các anh chị hay đi theo cái lối mòn cũ thì các anh chị mới lo thôi. Các anh chị đi theo cái con đường cũ, đi theo cái lối mòn cũ, các anh chị mới thấy lo thôi. Bây giờ các anh chị cứ mỗi ngày, mỗi tháng các anh chị mở mắt ra, các anh chị lo. Đó. Là bởi vì là các anh chị cứ đi theo những cái con đường cũ, những cái cách cũ á các anh chị. Đấy. Cho nên là sao ạ? Cho nên là chúng ta hãy tập trung phát triển. Phát triển đi các anh chị. Ngoài cái việc mà các anh chị á, tập trung viết lòng biết ơn ra. À, các anh chị ngoài cái việc mà các anh chị có được cái sự quan sát, các anh chị có được cái sự nhận biết được rằng là à, mình đang ở trong cái trạng thái tần số cảm xúc nào thì các anh chị cần phải chuyển hóa thông qua lòng biết ơn và thông qua cái việc mà các anh chị hãy nhìn vào những cái mục tiêu của mình. À, mình hãy đặt ra cho mình những cái câu hỏi. À, đó là gì? À, nếu như mà mình cứ ở trong cái một cái tần số trạng thái cảm xúc như thế này thì mình có đạt được mục tiêu hay không? Đây có phải là cái điều mà mình mong muốn hay không? Mình ở trong cái tần số trạng thái cảm xúc này mình sẽ thu hút những cái điều này. Và cái thứ ba đó là gì? Cái thứ ba đó là gì đó? Mình hãy liên tục gia tăng cái trí tuệ của mình lên các anh chị. Mình hãy gia tăng cái trí tuệ của mình lên các anh chị nhé. Và có một cái câu nói như thế này nè. Đó là gì ạ? Đó là trí sáng thì tâm an. Trí là trí tuệ các anh chị à, và tâm thì nó mới an được các anh chị nhé. À, chứ bây giờ trí tuệ mà không có thì làm sao mà cái tâm của chúng ta nó an được? Đúng không ạ? À, bởi vì chúng ta không an tâm được, bởi vì chúng ta thường á là sao mình không biết được cái tương lai của mình nó như thế nào và thường mình kỳ vọng quá nhiều các anh chị. Mình kỳ vọng quá nhiều. Còn bây giờ mình biết được con đường, mình biết được công thức, mình biết được cái bí kíp, mình biết được cái lộ trình kinh doanh thành công. À, mình biết được là à nếu như mà mình sở hữu những cái kỹ năng này, mình biết là bán hàng, mình biết marketing, mình không có còn lo lắng về tiền nữa. À, thì sao ạ? Thì anh chị nâng cao, nâng cấp, anh chị phát triển những cái kỹ năng này lên, anh chị nâng cao cái tư duy, cái kiến thức, cái tương lai của mình thì nó có sáng không các anh chị? Có sáng không ạ? Trời ơi, sáng ngời luôn các anh chị nhé. À, và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mỗi ngày chúng ta thức dậy chúng ta thấy rằng á là sao ạ? Rất là vui vẻ, rất là bình an và mình rất là nôn nao, mình rất là mong muốn để được vào những cái buổi Zoom của câu lạc bộ và mình rất là hào hứng đâu các anh chị. À, các anh chị tự nhau rất là hào hứng về những cái mục tiêu của mình. À, mua nhà, mua xe. À, mục tiêu 2024 nha. Đợt đấy chị đến đây. À, rất là hào hứng, rất là vui vẻ. Và mình biết rõ là ngày hôm nay mình cần làm gì luôn các anh chị nhé. Đấy. À, vậy thì sao ạ? À, nếu như mà chúng ta biết tập trung vào những cái việc gì mà giúp cho mình á, đảm bảo được cái cuộc sống, đảm bảo được cái thu nhập của mình á, là sao ạ? Thì các anh chị hãy cứ yên tâm trong cái việc mà mình phát triển các anh chị nhé. À, được không ạ? À, và chỉ cần các anh chị phát triển được cái trí tuệ của mình lên và mình phải biết được chính xác mỗi ngày các anh chị cần phải làm cái điều gì các anh chị nhé. À, và nếu như mà các anh chị thấy được rằng à có những cái con người họ làm được những cái điều đó và họ đạt được cái mục tiêu của mình rồi thì sao ạ? Thì các anh chị cứ bình tĩnh, các anh chị cứ băng băng tiến về phía trước các anh chị, được không ạ? Trừ khi mình bỏ cuộc, trừ khi mà mình không làm thì mới không có cái chuyện gì xảy ra cả các anh chị nhé. Mới có cái không có cái chuyện gì xảy ra cả các anh chị. À, và chúng ta cần phải sống thuận theo các cái quy luật của vũ trụ các anh chị nhé. À, chúng ta sống thuận theo các cái quy luật của vũ trụ, chúng ta sẽ có được những cái điều mà chúng ta mong muốn các anh chị. Và cái quy luật của vũ trụ đó là sự dồi dào, đó là sự giàu có. Và bất kể chúng ta sinh ra đều có tình yêu thương các anh chị. Mình có tình yêu thương với bất kể một cái tất cả mọi thứ các anh chị nhé. Đấy. À, và khi mà chúng ta viết xuống cái mục tiêu, chúng ta hãy mang những cái cảm xúc đó vào trong cái mục tiêu của mình nha các anh chị. À, còn có một số các anh chị chúng ta viết xuống nhưng mà trạng thái rất là hoang mang, rất là lo lắng. À, chúng ta thường không đạt được cái mục tiêu của mình là do cái cảm xúc của mình đó các anh chị. À, và nó cứ lên lên xuống xuống. À, và những cái lúc mà mình đang lên thì mình thu hút những cái điều tốt đẹp tới. Còn những cái lúc xuống thì sao mình chậm lại các anh chị, lúc yêu lúc không yêu, lúc hạnh phúc lúc không hạnh phúc. À, và trong một ngày dài mình cứ quan sát cái thói quen của mình đi các anh chị.
mình có đang kiểm soát được cái tần số cảm xúc, tần số trạng thái của mình suốt cả ngày hay không. Đó, nếu như mà các anh chị làm được cái điều này thì tất cả những cái mục tiêu của mình sẽ được hoàn thành rất là nhanh chóng đến với mình các anh chị nhé, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải tập cái việc mà chúng ta huấn luyện chính bản thân mình, luôn đưa chính bản thân mình vào trong cái tần số trạng thái cảm xúc vui vẻ hạnh phúc cả ngày các anh chị. Và mình hãy sống làm sao cho vũ trụ và tiềm thức thương mình các anh chị nhé. Hãy sống đúng để vũ trụ và tiềm thức thương mình nha các anh chị. Đúng không ạ? Đấy. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta hiểu được cái điều này có thể là cùng comment tôi đi các anh chị. Đấy. Đúng không ạ? Rồi, ok các anh chị. Và đó cũng chính là cái phần mà Thanh An muốn chia sẻ với các anh chị trong cái buổi tối ngày hôm nay các anh chị nhé. Cho nên cái việc mà chúng ta kiểm soát cái tần số cảm xúc đó, nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta. Và nó giúp cho các anh chị có thể là đạt được cũng như là chinh phục được cái mục tiêu của mình hay không đó các anh chị nhé. Cho nên là chúng ta hãy quan sát chính mình mỗi ngày, chúng ta hãy chuyển hóa chính mình mỗi ngày các anh chị. Và chính những cái gì mà các anh chị cảm nhận, chính những cái gì mà các anh chị suy nghĩ ngày hôm nay thì nó sẽ tạo ra cái cuộc đời của các anh chị từ nay và trở về sau các anh chị nhé. Và chúng ta hãy lấy lại cái quyền làm chủ của cái cuộc đời mình, đúng không ạ? Rồi, và Thanh An cũng xin gửi lời chào, lời cảm ơn và biết ơn đến tất cả các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành và theo dõi cùng với Thanh An trong buổi Zoom tối ngày hôm nay các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Hẹn gặp tất cả các anh chị trong những buổi livestream tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.